Unisola 2023, hành trình một năm nhìn lại. Năm 2023 đã chứng kiến nhiều sự thay đổi đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời. Nhiều chính sách của chính phủ đã đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của điện năng lượng tái tạo trên toàn quốc. Đây chính là chìa khóa vàng mở ra nhiều cơ hội mới, giúp Unisola phát triển mạnh mẽ trong suốt năm 2023 vừa qua. Cùng Unisola nhìn lại chặng đường 2023 với hàng loạt các sự kiện hoạt động sôi nổi diễn ra từ Bắc vào Nam. Ngày 25 tháng 2, kết hợp với hãng SolarEdge tổ chức workshop với chủ đề nâng cao hiệu suất và tối ưu chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời. Ngày 12 tháng 4, kết hợp với hãng SolarEdge và SB Group tổ chức workshop với chủ đề phương án đầu tư an toàn hệ thống điện mặt trời áp mái hướng đến mục tiêu giảm cháy nổ cho doanh nghiệp. Ngày 24 tháng 4, kết hợp với hãng SolarEdge tổ chức webinar với chủ đề giải quyết các rủi ro gây cháy nổ cùng SolarEdge. Ngày 27 tháng 6, kết hợp với hãng SolarEdge tổ chức workshop với chủ đề thiết kế và báo cáo khả thi dự án điện mặt trời. Ngày 29 tháng 6, kết hợp với hãng Sai Energy tổ chức webinar với chủ đề công nghệ AI Hybrid Inverter giải quyết nỗi lo mất điện. Ngày 12-13 tháng 7, kết hợp với hãng SolarEdge tham gia triển lãm lớn nhất năm The Future Energy Show. Ngày 19 đến ngày 21 tháng 7, kết hợp với hãng Sai Energy tham gia triển lãm công nghệ thiết bị điện ra mắt giải pháp điện mặt trời lưu trữ Sai Energy toàn diện dành cho hộ gia đình, doanh nghiệp. Hiện nay điện mặt trời đang trở thành một cái giải pháp quyết định cho sự phát triển của năng lượng sạch. Ngày 9 đến ngày 13 tháng 8, kết hợp với hãng Sai Energy tham gia triển lãm quốc tế Việt Build. Ngày 24 tháng 8, kết hợp với SolarEdge tham gia hai workshop với chủ đề Net Zero and Energy Solution và workshop với chủ đề đón đầu cơ hội từ dòng vốn mới. Ngày 22 tháng 9, Unisola tương bừng khai trương văn phòng mới, kết hợp showroom và trải nghiệm bộ giải pháp điện mặt trời Hybrid Sai Energy tại khu dân cư Vạn Phúc, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10, kết hợp với hãng Sai Energy tổ chức workshop với chủ đề cuộc cách mạng lưu trữ US cùng Sai Energy. Ngày 17 tháng 11, kết hợp với hãng SolarEdge GA Solar tổ chức workshop với chủ đề vận hành an toàn hệ thống điện mặt trời áp mái, công nghệ mới giúp doanh nghiệp tối ưu sản lượng. Ngày 12 tháng 12, tham gia lễ phát hành dự án điện năng lượng mặt trời áp mái 1.540 kWh tại công ty Bosch Việt Nam và tổ chức hàng loạt các buổi training, workshop, tham quan showroom và trải nghiệm các giải pháp điện mặt trời từ các thương hiệu thuộc Unisola. Một năm với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mang lại uy tín về chất lượng, sự an toàn và hiệu quả, công ty Unisola đã kết hợp cùng các đối tác trên toàn quốc, hoàn thành nhiều dự án điện mặt trời trải dài từ Nam ra Bắc. Chân thành cảm ơn quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng đồng hành cùng Unisola trong suốt một năm vừa qua. Và một chặng đường mới lại bắt đầu. Năm 2024, Unisola sẵn sàng bứt phá và chinh phục mọi thử thách mới, mang đến giải pháp điện mặt trời an toàn, hiệu quả, chất lượng cho mọi khách hàng, đối tác. Unisola, giải pháp năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.